Nếu như ở môn bóng đá, người hâm mộ Việt Nam tấm tắc ca ngợi và hài lòng với những gì mà hình như đang thể hiện tại Bồ Đào Nha, thì ở bộ môn bóng chuyền, Trần Thị Thanh Thúy cũng là đại diện hiếm hoi cho số ít vận động viên Việt Nam tỏa sáng tại đấu trường quốc tế. Nhận định ấy được chứng minh bằng những màn trình diễn ấn tượng trên đất nước Nhật Bản của chủ công này. Những người theo dõi bóng chuyền, yêu thích bộ môn bóng chuyền thì không thể không biết đến cô gái với chiều cao vượt trội này, Trần Thị Thanh Thúy. Cô được mệnh danh là xếu vườn của bóng chuyền Việt Nam. Ngày hôm nay, trong series Profile SEA Games số thứ 6 này, hãy cùng Netsport tìm hiểu thêm về chủ công hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam này nhé! Trần Thị Thanh Thúy sinh ngày 11 tháng 12 năm 1997. Cô là người gốc Hà Nam nhưng lại sinh ra và lớn lên tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thanh Thúy sở hữu chiều cao 1m93, sức bật 3m15 và là vận động viên cao nhất lịch sử bóng chuyền Việt Nam và cao nhất khu vực Đông Nam Á tính ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Hiện tại, Thanh Thúy đang thi đấu chuyên nghiệp cho câu lạc bộ PFU Blue Cast của Nhật Bản. Thanh Thúy lần đầu tiên đến với bóng chuyền vào năm 12 tuổi. Khủng long của bóng chuyền nữ Việt Nam lúc ấy lọt vào mắt xanh của cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và Bình Điền Long An, ông Lương Khương Thượng. Hành trình Thúy đến với quả bóng tròn cũng không hề dễ dàng. Theo chia sẻ của huấn luyện viên Lương Khương Thượng, 10 năm trước, cô học sinh 13 tuổi, cao 1m78 ở đất Bình Dương được các nhà tuyển trạch của câu lạc bộ phát hiện trong một tiết học thể dục tại trường. Dù trước đó chưa từng động đến trái bóng chuyền, nhưng Thúy lại rất mê môn này, thường xuyên theo dõi các trận đấu với thần tượng là chị Ngọc Khoa và Phạm Yến. Khi nhận được lời mời tha thiết, Thúy vui vẻ dẫn ông thầy lạ về nhà để nói chuyện với bố mẹ. Giai đoạn sóng gió và thử thách cho nhà tuyển trạch bắt đầu từ đây. Dù Thanh Thúy bày tỏ rất mong muốn theo đuổi bóng chuyền, thầy Thượng cũng hết lòng thuyết phục gia đình, nhưng cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu dứt khoát từ bố của Thúy. Ông thẳng thắn trình bày quan điểm, không muốn để con gái theo thể thao vì tương lai vất vả, chỉ muốn con theo học văn hóa như bình thường. Huấn luyện viên Lương Khương Thượng quyết tâm tìm cách thuyết phục gia đình của Thanh Thúy bằng được, dù vẫn tiếp tục bị từ chối thêm một lần nữa. Hành trình tìm kiếm tài năng đã khó, để có được viên ngọc quý càng khó hơn bao giờ hết. Phải đến lần thứ 3, sau một cuộc đối rượu với bố Thúy, huấn luyện viên Thượng mới nhận được cái gật đầu từ ông Trần Trọng Hiền, kèm theo một lời nhắn nhủ. Tôi giao cháu cho thầy, cháu như thế nào nhờ cậy vào thầy cả. Để rồi ngay buổi chiều cùng ngày, cô bé 13 tuổi, cao 1m78 đã thu xếp quần áo, sách vở để theo thầy Thượng gia nhập Lò Long An. Tại đây, đích thân ông xác lập một lộ trình đào tạo riêng cho Thanh Thúy, rồi trực tiếp cùng các huấn luyện viên trẻ kèm cặp viên ngọc thô. Niềm tin, tâm huyết, công sức của huấn luyện viên Lương Khương Thượng cùng các cộng sự rõ nhất ở 3 lần săn tìm kỳ công cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Chỉ sau đúng 5 năm, ở tuổi 18, Thanh Thúy đã là chủ công cao nhất với 1m90 và triển vọng nhất của làng bóng chuyền nữ Việt Nam. Bố mẹ cùng gia đình Thúy giờ đây đã có thể yên tâm và tự hào ở cô con gái giỏi giang và thành đạt trong nghiệp bóng chuyền. Đến giờ qua 10 năm, chủ công 26 tuổi với chiều cao 1m93 này đã trở thành một ngôi sao thực thụ, trụ cột số 1 của cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia và được nhiều câu lạc bộ của Thái Lan, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản săn đón. Cô từng khoác áo câu lạc bộ Bangkok Glass VC, Arctic Light, Denso Aribi và hiện tại là PFU Blue Card của Nhật Bản. Thanh Thúy chính thức thi đấu cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từ năm 2014. Cô cùng đội tuyển tham dự 4 kỳ SEA Games và giành được 3 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Sự nỗ lực tập luyện của chủ công sinh năm 1997 được đền đáp xứng đáng với chuỗi thành tích ấn tượng cùng câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian qua. Trần Thị Thanh Thúy gia nhập đội trẻ của VTV Bình Điền Long An vào năm 2010. Tới năm 2014, cô trở thành thành viên của đội 1. Ngay khi được trình làng, Thanh Thúy đã gây ấn tượng bằng những pha nhảy phát bóng tấn công cùng khả năng thực hiện những pha kết thúc uy lực từ biên. Ngay trong mùa đầu tiên ấy, Thanh Thúy là nhân tố quan trọng bậc nhất giúp cho VTV Bình Điền Long An giành vị trí Á quân giải vô địch bóng chuyền Việt Nam. Mùa 2015, cô cùng đồng đội giành giải hạng 3 chung cuộc. Năm 2016, dù không có những màn thể hiện tốt nhất do ảnh hưởng của chấn thương, nhưng Thanh Thúy vẫn là trụ cột của VTV Bình Điền Long An. Cô cùng đồng đội kết thúc giải đấu ở vị trí thứ 3 của giải vô địch quốc gia. Năm 2017 là mùa giải mà Trần Thị Thanh Thúy thi đấu đặc biệt thăng hoa. Cô trở thành nhân tố quan trọng trên hành trình chinh phục ngôi vị vô địch quốc gia. Đây là chức vô địch quốc gia thứ 3 trong lịch sử của câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An. Bản thân Thanh Thúy được bình chọn là vận động viên toàn diện nhất. Một số những thành tích của Thanh Thúy với bóng chuyền Việt Nam.
vận động viên triển vọng nhất tại giải bóng chuyền nữ trẻ toàn quốc năm 2013-2014, vận động viên tấn công xuất sắc nhất tại giải bóng chuyền nữ cúp Tứ Hùng Liên Việt Postbank, vận động viên xuất sắc toàn diện nhất giải bóng chuyền nữ cúp Đạm Cà Mau năm 2015, vô địch VTV Cup năm 2014 cùng đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam, chủ công xuất sắc nhất tại cúp VTV Bình Điền năm 2016, 2017 và 2018, vận động viên trẻ triển vọng cúp Bình Điền 2017, chủ công xuất sắc nhất U23 châu Á 2017, 2019, vận động viên toàn diện nhất giải vô địch quốc gia 2017, 2018. Với những thành tích trên, không khó để thấy rằng tầm quan trọng của tay đập 1997 trong đội hình của bóng chuyền quốc gia là như thế nào. Thanh Thúy được huấn luyện viên Thái Thanh Tùng giao chức băng đội trưởng bóng chuyền quốc gia. Kỹ năng, kinh nghiệm chinh chiến quốc tế đã giúp cho Thanh Thúy trở thành chiếc chìa khóa quan trọng của toàn đội. Mỗi khi Thanh Thúy có bóng, cô rất chăm chút cơ hội để ghi điểm. Trần Thị Thanh Thúy là vận động viên toàn diện, nếu không muốn khẳng định là toàn diện nhất mà bóng chuyền Việt Nam từng sản sinh ra. Toàn diện ở vị trí thi đấu, toàn diện ở khả năng tấn công, phòng ngự cũng như phối hợp cùng các đồng đội. Khả năng ghi điểm của Thanh Thúy thực sự đa dạng. Cô có thể ghi điểm từ những tình huống tấn công biên sở trường, từ những cú đập sau vạch 3m và từ những pha nhảy phát bóng uy lực. Cầu thủ sinh năm 1997 cũng có thể ghi điểm từ những pha di chuyển từ biên vào vị trí số 3 rồi thực hiện những pha kết thúc. Tại SEA Games 31 vừa qua, Thanh Thúy và các đồng đội đã có những trận đấu rất hay trước các đối thủ được đánh giá cao hơn. Các cô gái Việt Nam chỉ để thua đội bóng chuyền nữ Thái Lan ở trận chung kết do sức mạnh quá vượt trội từ đối bạn. Tuy nhiên, trong trận đấu để thua với tỷ số 0-3, người hâm mộ vẫn tấm tắc hài lòng với màn trình diễn nổi bật của đội trưởng đội bóng chuyền nữ Việt Nam. Thanh Thúy như một điểm sáng trên sân trong đội hình của các cô gái áo đỏ. Những pha đập bóng uy lực của Thúy hầu hết đều mang về điểm số quan trọng cho đội nhà. Đoàn quân của huấn luyện viên Thái Thanh Tùng kết thúc giải đấu với tấm huy chương bạc. Với lực lượng năm nay, khi trong đội hình sở hữu nhiều cái tên triển vọng, bóng chuyền nữ Việt Nam quyết tâm sẽ đổi màu huy chương ở kỳ đại hội SEA Games diễn ra vào tháng 5 tới đây. Với Thanh Thúy, xéo vườn của bóng chuyền Việt Nam đang có phong độ thi đấu ổn định tại câu lạc bộ PFU Blue Card của Nhật Bản. Cô từng được nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu sau gần 3 mùa giải thi đấu tại đất nước mặt trời mọc. Dù đội hình của câu lạc bộ Nhật Bản hội tụ nhiều tay đập lợi hại, nhưng cô gái đến từ Việt Nam vẫn cho thấy tài năng của mình qua mỗi trận đấu. Ngoài việc sở hữu những cú đập bóng uy lực, với chiều cao 1m93, Thanh Thúy còn là một tay chắn đáng gờm, thách thức bất kỳ mũi chủ công nào đến từ đối thủ. Khả năng quan sát tốt, tư duy nhạy bén cùng chiếc cổ tay ma thuật đã giúp cho Thúy có những pha bóng ghi điểm đẹp mắt. Với phong độ đang ở thời kỳ đỉnh cao như hiện tại của Thúy, chắc chắn rằng cô gái khủng long bóng chuyền này sẽ cùng đội tuyển quốc gia thi đấu thật tốt ở kỳ SEA Games tới đây. Không chỉ riêng ở đội tuyển quốc gia, cơ hội để tiến xa hơn ở những đấu trường lớn trên thế giới cũng là điều hoàn toàn nằm trong sự nỗ lực và cố gắng của Thanh Thúy. Viên ngọc quý của bóng chuyền Việt Nam sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai sau này. Những thông tin về vận động viên bóng chuyền Trần Thị Thanh Thúy cũng đã khép lại số thứ 6 của series Profile SEA Games. Mọi người đừng quên like, follow fanpage, YouTube của Nextsport để theo dõi thêm những thông tin hấp dẫn khác về thể thao Việt Nam nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.